Hôm nay là mùng 1 tháng 10 2023 thì tôi tạm chia tay cụ. Hôm nay có bao tuổi thế cụ? 80. Cụ bị đau dây cái số 5, nói chung là có mức độ cũng nặng đấy. Bệnh nhân này ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Cái bà khỏi kia là cũng hơn 80 đấy mà. Bà đấy 82, 83. Bà gầy gầy cao cao. Thì giới thiệu bệnh nhân này ra. Ca này cũng là khó chữa. Hôm nay thì đáp ứng tốt rồi. Không biết là ăn được ngô rang chưa. Kêu ấy thôi chứ U 80 ăn nào ngô rang. Rang cũng chắc lắm. Cô về cô nghỉ thời gian nhé. Đáp ứng của bệnh nhân này khá tốt. Mới được 80%. Cô bị đau này lâu chưa? 3 năm. 3 năm à? Đi chữa lần kinh của em 1 năm. Đi năm 20, tháng 7, tháng 3 năm 20. Chữa uống thuốc của em đúng 1 năm. Cái này cháu lại không được. Nó đau suốt hả? Đau y hay hàm răng hay là đau một thôi? Cô về nghỉ ngơi nhé. Cái này nó do căng thẳng nên cô cố gắng đừng có nghĩ ngợi gì nhiều quá nhé. Đừng có vội mừng sớm quá.